Kính thưa mọi người, hôm nay GoFood sẽ gửi những cái thông tin về tình hình sức khỏe của chị Lanh mới nhất đến cho tất cả mọi người. Về cái câu chuyện của chị Lanh thì được rất là nhiều người quan tâm, đó là cái trường hợp mà em chồng chăm sóc cho chị dâu, đó là anh Phin đây. Tới thời điểm hiện tại thì chị Lanh vẫn đang điều trị tại bệnh viện ung bướu, nhưng mà một cái thông tin mình được biết là đã chuyển chị qua bên khu E để mà xạ trị. Tình hình sức khỏe thì một chút nữa hỏi anh Phin sẽ kỹ càng hơn. Thì vừa mới gặp anh Phin thì anh vừa xuống dưới lầu để mà mua một thứ vật dụng là cần thiết. Anh đi xuống anh mua gì anh Phin? Không, đi bển lấy đồ qua đây. Đi qua bên nhà trọ lấy đồ hả? Chứ không có mua đồ. Chị Lanh ngủ khi nào vậy? Ngủ tới nửa tiếng à. Ngủ ngon quá ha. Thôi để anh em mình nói chuyện đi. Chứ mất công là để chị không có được ngon giấc. Như thế này nha. Thì trước khi mà hỏi về cái bệnh tình của chị Lanh trong cái quá trình điều trị, thì em xin thưa anh, thì có anh Phil ở Melbourne Úc á, có gửi cho em $100 nhờ em là chuyển đến cho chị Lanh nha anh. Đó, thì anh Phil này thì cũng có trao đổi với anh rồi đúng không? Dạ. Nè, em gửi cho anh 1.750.000 là $100 nha của anh Phil. Nè, gửi cho chị Lanh để mà có tiền đóng tiền viện phí thuốc thang rồi cho chị. Anh cảm ơn anh Phil giùm em ha. Dạ. Cảm ơn anh đã ủng hộ cho chị con. Với lại là trong cái khoảng thời gian là lâu quá rồi không có gặp được chị Lanh về cái tình hình sức khỏe, là sẵn hôm nay là muốn chia sẻ cho mọi người ở trên kênh của em luôn. Đó, thì em cũng giới thiệu lại về cái bệnh tình của chị Lanh đến cho mọi người ha. Đó, chị Lanh là bị bú ở cổ. Tính tới thời điểm này chắc cũng khoảng 5-6 tháng rồi đúng không anh? Bú ở cổ nha mọi người. Rồi chị là sau khi mà bị bú xong là điều trị khoảng chừng 1-2 tháng thì chị mắt của chị không có nhìn thấy nữa. Rồi trong cái quá trình mà quá trị đó thì GoFood cũng có chia sẻ cho tất cả mọi người về hoàn cảnh cũng như là cái hướng điều trị. Và tới nay là cũng khoảng chừng 2-3 tháng rồi mình không có chia sẻ. Thì bây giờ là đã chuyển chị vào ở khu E của bệnh viện ung bướu để mà xạ trị nữa chứ không có quá trị. Chuyển qua khu E này là bao lâu rồi anh Phin? Mới chuyển này, mới lên này. Mấy ngày rồi? Mới lên bữa nay. Chị từ bữa là nằm ở dưới nhà trọ hả? Ấy giờ nằm nhà trọ tới giờ. Rồi tới giờ là bao nhiêu cái lần quá trị rồi? 6 lần rồi. Rồi mắt của chị là giờ sao rồi anh? Không thấy đường nữa. Vĩnh viễn luôn hả? Vĩnh viễn. Hôm bữa em có tư vấn cái việc mà qua bên bệnh viện mắt đó, anh nhớ không? Thì qua bên đó thì bây giờ kết luận là như thế nào được? Bác sĩ đó là bó tay. Chị không được, mất teo rồi. Hôm bữa mình có nói là do cái bú nó lấn qua mắt nên là không có nhìn thấy đúng không? Đúng rồi. Còn phần hai cái bú ở bên ngay cổ của chị thì sao bây giờ nó? Bên bển là hôm qua đi bển tới khám là bác sĩ nói là bú bị nặng. Xạ là bác sĩ nói xạ cầm chừng thôi, nói không ổn đảm hết. Xạ bác sĩ nói gì? Cầm chừng thôi. Hồi nãy có nghe mấy chị em nói là bây giờ xạ để mà xem như thế nào thôi, còn nếu đúng mà rồi sức khỏe không được thì cũng cho về luôn đúng không anh? Đúng rồi. Và chị Lanh có biết cái việc này không? Biết, có nói không? Bác sĩ cũng có nói đâu có gì đâu. Cái đâu phải đó thì sao giờ? Từ bữa giờ tinh thần của chị Lanh như thế nào rồi? Cũng bình thường. Cũng như trước vậy đó hả? Trước không có gì, không có gì chứ. Đó, cái đâu phải đó. Mấy cái ống rồi mấy cái bình nước đó là cái gì đấy anh biết không? Sáng gì xỉu rồi thể kêu là gì cái gì truyền cho nó đỡ hả? Đỡ vậy. Dạ. À, chị bị xỉu mấy lần rồi? Xỉu mà sáng mới xỉu 1 lần chứ đi sáng. Từ trước tới giờ là có 1 lần. Có nhiều lần hả? Được 2 lần rồi.
lần trước đi bển thử máu có xỉu nữa, mà lâu rồi bác sĩ nó yếu sức khỏe. Nói chung là cái hướng sắp tới là chỉ là quá trị để coi cầm chừng do tình sức khỏe của chị thôi. Cầm chừng cho cái mục nó giảm lại, nó giảm lại thôi. Bác sĩ có nói. Nhưng mà chị ăn uống đồ còn khỏe không anh? Đi lại thì như thế nào? Hai bữa nay ăn thì cũng được. Bây giờ sáng này ăn được nửa trứng cơm thôi. Sao yếu sức khỏe. Ăn cháo là nhiều không? Ăn cháo là nửa chén. Rồi nay là mình gom đồ đạc đồ ở bên nhà trọ để qua đây hết rồi ha. Sáng này có trả lại nhà trọ không hay là chưa, vẫn chưa có trả. Bác sĩ nói có ở đây theo dõi dừng 2-3 ngày rồi cho bớt thì cho đi qua bản nữa. Chỉ có nói không ở đây. Anh đừng có kêu chị vậy nha, để cho chị ngủ lên, thấy ngủ ngon quá. Nhưng mà thấy cái bú thì nó xẹp đúng không? Yeah. Cái bú hai bên nó xẹp, lúc trước đó mọi người là nó phù to hai bên. Đi còn căng nó cứng nhắc, căng cứng cổ. Bây giờ nó không có phù nhưng mà cũng như nó ẩn vô trong, nó cứng. Làm như vô thuốc nhiều quá cái nó bị ứ nước đó anh. Đây, đúng không? Nhìn không có gầy nhưng mà xanh. Lúc tí mà Tết thì xuống bao nhiêu hổng, mà xanh 51 tí rồi xuống còn xuống cả 46 tí. Ủa cái hồi hôm Tết là có về không hay là có nằm gì? Ở đây? Tết có về 47 mới lên đây. Nhờ bữa 27 Tết á. Cho anh Tết có mùng 7 lên tới giờ luôn. Còn là anh đem chiếu qua đây anh ngủ luôn đó hả? Chiếu qua đây ngủ, nằm ở đây. À, xin giới thiệu lại mọi người, ảnh là em chồng của chị Lanh nha, chứ không phải là em ruột nha. Còn anh Tặng đâu, anh chồng của chị Lanh? Tặng ở dưới bị ở trên đây cho nhà đó. Rồi dưới cắt nhà cũng ổn rồi, ít ngày mới lên. Ai cho nhà là sao em không hiểu? Nhà cô Tiết á, cô Tiết cho nhà. Là cái đất cũ nhưng mà cũ cho tiền để mà xây nhà. Đúng rồi. Là Mạnh Thường Quân đó hả? Đúng rồi. À. Là cất như thế nào? Cất nhà tiền chế. À, cô Tiết là cũng xem ở trên kênh của em đó. Đúng rồi. Rồi cổ liên hệ. Cô Tiết cho được 45 triệu. Cũng cách nhà cũng không dài, cũng gần ổn chứ, này cũng gần hoàn thành này. Là ảnh về dưới đừng ảnh coi thợ đồ này nọ trả tiền rồi đó ha. Trả tiền cũng đỡ mới lên đây. Không có bị mà bị ngập rồi ha. Rồi chừng nào ảnh lên lại? Cách nhà xong rồi mới lên, cũng gần xong rồi, còn 4-5 ngày nó ổn hết rồi, còn to cái rồi. Dạ. Cũng đỡ quá. Hồi đợt trước á, mình có chia sẻ về những cái hình ảnh nhà của gia đình của vợ chồng chị Lanh rồi đó, ở dưới quê, ở dưới Cà Mau á mọi người đó, nhà rất là khó khăn, sụp sệ rồi mưa gió là dột nát rồi hết à. Cũng may có cô Tuyết Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình có một cái nhà kiên cố. Có uống thuốc hay là vô thuốc gì không? Thấy ngủ ngon quá. Uống thuốc mới cho viên thuốc uống nhỏ xíu. Chắc vô thuốc rồi ha, cho uống thuốc nè. Ngủ ngon. Giờ mình còn xin cơm ở ngoài cổng không hay là anh nấu? Xin cơm hả? Hả là xin cơm không? Vậy chắc cũng đâu có ăn gì bồi bổ sức khỏe gì đâu. Toàn là ăn cũng bình thường thôi à. Rồi giặt giũ rồi là bây giờ anh Phin là giặt giũ cho chị dâu luôn. Giặt luôn. Tính ra là anh Phin chăm sóc cho chị Lanh này là cũng lâu dữ lắm rồi đó anh. Từ khi mà chị Lanh phát bệnh. Áo của chị đó hả? Áo này có giặt không? Thấy cũ quá vậy anh. Có giặt.
bạc hết rồi. Chị Lanh với là anh Phiên là bằng tuổi với nhau. Đau đau. Cái này nó nực quá hay sao? Hay là nó dày quá hả? Ủa anh không có gói hả? Đã mệt rồi mà không có cái gối đựng mà nằm cho nó im cái đầu. Chào chị Lanh nha. Khỏe. Nhớ em không chị? Nghe tiếng là nhớ ha. Nó mắt nhìn là nếu mà đi ngang hay là nhìn vô là không có biết là chị không có nhìn thấy đâu ha. Thấy mắt cũng bình thường mà không có nhìn thấy. Bây giờ chị thấy chị mệt chỗ nào nhất cơ chị? Cổ ha. Bị đờm. Khạc đờm ra ngoài cái mọc nè. Từ bữa là về được mấy lần rồi anh ngoài Tết ra đó? Được có lần không? Lần hồi Tết đó. Tết được có lần. Lần Tết. Không còn cái hướng nào để mà điều trị cái bệnh của chị Lanh ha anh? Có hỏi gì không? Hay là chỉ là xạ trị thôi vậy đó hả? Chỉ xạ trị. Chị có thiếu máu rồi vô máu được không? Không, không có, bác sĩ không có nói gì. Mấy cái chai thuốc đồ là vô trong người của chị Lanh đó anh có biết? Sao nói gì yếu đường huyết gì đó. Anh Phiên ảnh còn biết chút ít nha. Còn anh Tặng chồng của chị Lanh thì ảnh không có rành gì hết á. Nói sao là ảnh làm vậy thôi, anh không có rành. Hồi nãy mình có hỏi là cái tác dụng của ba cái chai nước truyền vô chị Lanh như thế nào thì anh Phiên anh không có biết. Hồi nãy là đã truyền ở một cái chai bìa màu đỏ là hết, rồi bây giờ tới là truyền chai giữa đó, mình cũng không biết là cái công dụng của ba chai nước này là gì. Rồi bây giờ em hỏi anh chút xíu về cái việc mà anh chăm sóc cho chị dâu của anh đó, là anh định là sẽ chăm sóc cho chị luôn, chừng nào mà chị khỏi bệnh hoặc là như thế nào đó thì anh mới gọi là xong cái nhiệm vụ làm em của mình. Đúng rồi. Đúng không anh? Chứ đúng. Bây giờ công việc với lại các thứ là giờ anh bỏ qua bên ha. Đúng, phải không? Đúng. Vì anh Tặng thì ảnh chậm quá, anh không có rành để chăm sóc cho vợ. Có trở ngại gì không? Anh có trở ngại gì trong việc chăm sóc chị dâu không? Không. Với lại mình làm công việc làm thuê đúng không, nên là cũng cái đó mình để qua một bên cũng được. Bởi vì thấy vậy bỏ đâu cũng đâu đành đâu, không có thấy đường thấy gì. Ở trong trong bệnh viện, trong mấy khoa rồi đó, có biết anh là em biết nói có nói đâu có giấu giếm gì đâu. Thấy vậy mà không thấy đường với sao thì không đâu bỏ được, tới đâu hay đó sao giờ nuôi thấy cùng luôn. Nuôi thấy cùng luôn ha. Thôi bây giờ là cũng gần cái giờ bác sĩ với y tá vô ha. Em cũng không có tiện ở đây để mà ghi hình. Đó, thì em thay mặt cho gia đình của anh Phiên, chị Lanh rồi đó, thì cảm ơn tới cái anh Phiêu ở Melbourne Úc gửi đến cái khoản tiền cho chị Lanh. Thấy anh. Rồi có những cái thông tin gì em sẽ cập nhật cho mọi người. Đó, thì nếu mà mọi người chưa biết về cái câu chuyện của gia đình của chị Lanh thì có thể xem lại ở trên kênh GoFood. GoFood có chia sẻ rất là nhiều clip về cái hoàn cảnh, cái bệnh tình của chị Lanh đến cho mọi người. Thôi em xin phép em về nha. Rồi có gì thì em gặp lại ha. Dạ. Cảm ơn.